với chủ đề Huế tuổi trẻ với di sản, Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 14 HUSC 2024 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Trường Đại học Khoa học tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế. Với sự đầu tư thêm bến cảng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp trên địa bàn sẽ là điều kiện thuận lợi và hấp dẫn cho sự phát triển dịch vụ logistics tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Mỗi người dân, cộng đồng xã hội cần thay đổi quan niệm về hình thức mai táng phù hợp với đời sống văn minh và sự phát triển của xã hội. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 4. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Huế tuổi trẻ với di sản, Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 14 HUSC 2024 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Trường Đại học Khoa học tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế. Tham dự sự kiện có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật cùng đại diện lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam và hơn 800 giảng viên, sinh viên kiến trúc trong nước và quốc tế. Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm một lần do Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì, lần lượt phối hợp cùng đơn vị đăng cai là các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước. Đây là sự kiện quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên toàn quốc và một số trường đại học nước ngoài được mời, là nơi thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của sinh viên kiến trúc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh chia sẻ, Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc cũng là chương trình nằm trong chuỗi chương trình chung của Festival Huế 2024 lễ hội mùa hạ với chủ đề Kinh thành tỏa sáng. Đây đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng của thành phố Huế nhằm tăng cường hợp tác phát triển về văn hóa, giáo dục, đào tạo, đóng góp cho sự phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh cũng mong muốn đây sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị Huế, từ đó có những giải pháp sáng tạo trong bảo tồn di sản và gắn kết di sản trong quá trình phát triển đô thị, xây dựng bản sắc đô thị trên nền di sản văn hóa và thiên nhiên của đô thị Huế. Diễn ra từ nay cho đến 24 tháng 4, Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 14 gồm nhiều hoạt động chính như tọa đàm, hội thảo liên quan đến kiến trúc di sản, thi thiết kế logo Festival 14, thiết kế ý tưởng không gian trưng bày triển lãm sáng tạo, vẽ mỹ thuật theo chủ đề Huế, cảnh quan và di sản, nhiếp ảnh, thi thiết kế đồ họa. Bên cạnh đó, Festival còn có cả hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, tham quan, khảo sát thực tế các công trình di sản tại cố đô Huế. Trải qua vòng loại trực tuyến kéo dài 2 tháng, ban tổ chức đã lựa chọn 15 nhóm nhảy xuất sắc nhất, trong đó có 10 nhóm bạn học sinh và 5 nhóm bạn sinh viên tham gia tranh tài ở vòng chung kết hội thi các nhóm nhảy khối trường học Dance for Youth lần thứ nhất năm 2024 tại công viên Tử Tường, thành phố Huế. Để dự với chương trình có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Được triển khai từ tháng 2 năm 2024, hội thi thu hút hơn 30 nhóm nhảy tham gia. Trải qua vòng loại trực tuyến kéo dài 2 tháng, ban tổ chức đã lựa chọn 15 nhóm nhảy xuất sắc nhất tham gia tranh tài trực tiếp tại đêm công diễn. Các nhóm nhảy với những sở trường, phong cách, cá tính riêng biệt đã hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, thể hiện những bước nhảy điêu luyện, mang đến cho khán giả những phần trình diễn vô cùng đặc sắc. Dù mới lần đầu tổ chức, nhưng hội thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đội thi đến từ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Dance for Youth cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên, trở thành sân chơi bổ ích lành mạnh cho học sinh sinh viên đam mê các loại hình biểu diễn nghệ thuật, có không gian giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm các nhóm học sinh sinh viên có năng khiếu nghệ thuật tham gia các hoạt động biểu diễn quy mô cấp tỉnh. Kết quả chung cuộc, ban giám khảo đã trao giải nhất khối học sinh cho nhóm nhảy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, giải nhất khối sinh viên được trao cho nhóm nhảy đến từ trường học ngoại ngữ Đại học Huế. Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024 do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh 41A Hùng Vương, thành phố Huế. Với chủ đề đường Hồ Chí Minh con đường huyền thoại, đêm công diễn với sự tham gia của 200 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên, nhạc công đến từ các tỉnh thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh và Hà Tĩnh đã biểu diễn 13 tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ nhân dân.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, sôi động đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về các người Đảng Cộng sản Việt Nam, những đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều tiết mục đã tái hiện lại những ký ức của một thời đàn bom khắc nghiệt, sự gian khổ, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trên các trận tuyến gắn liền với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thưa quý vị, Thừa Thiên Huế đã quy hoạch một trung tâm logistics hạng 1, diện tích khoảng 20 hectare tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Với nhiều tiềm năng, logistics được xem như là chìa khóa để ngành công nghiệp Thừa Thiên Huế có sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Đặc biệt, khi trong đầu tháng 4 vừa qua, tại cảng Chân Mây đã khởi công xây dựng thêm hai bến cảng có quy mô là bến số 4 và số 5. Với sự đầu tư thêm bến cảng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp trên địa bàn sẽ là điều kiện thuận lợi và hấp dẫn cho sự phát triển dịch vụ logistics tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Theo thiết kế, bến tổng hợp container số 4 và số 5 cảng Chân Mây có tổng chiều dài 540m, có hạ tầng cầu cảng, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật, máy móc trang thiết bị đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ liên quan đến vận tải, dịch vụ hỗ trợ. Đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn, tàu container đến 4.000 TEU. Sau khi hoàn thành bến số 4, 5 đi vào hoạt động, góp phần rút ngắn khoảng cách vận chuyển, tăng sản lượng hàng hóa thông qua tại khu vực miền Trung, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, tăng cường giao thương hàng hóa, nâng cao vị thế cho khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và tỉnh Thừa Thiên Huế. Với các cái cảng biển cũng đã và đang xây dựng, phát triển và khu cụm cảng Chân Mây cũng là một dự án đã và đang đầu tư và còn nhiều tiềm năng hơn. Tôi nghĩ là kỳ vọng của dự án sẽ đóng góp vào kinh tế vùng và tăng cường phát triển về giao thương hàng hóa và tiết kiệm được các cái chi phí trong vận chuyển cũng như là trong về vận chuyển hàng hóa nói chung và tàu container nói riêng. Cảng biển Chân Mây được xem là một trong những mắt xích yếu tố cung ứng quan trọng nhất trong chuỗi dịch vụ logistics tại Thừa Thiên Huế. Ngoài hai bến cảng mới khởi công, hiện nay cảng Chân Mây thuộc khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã đưa vào khai thác 3 cầu cảng, tiếp nhận tàu hàng có trọng tải lớn đến 70.000 tấn, khả năng thông quan hàng hóa từ 5 đến 6 triệu tấn một năm. Công ty cổ phần cảng Chân Mây với hai bến đi vào hoạt động cũng đã có những đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển của dịch vụ logistics tại đây. Chúng tôi cũng hết sức nỗ lực để cùng với tỉnh nhà để thu hút đẩy mạnh cái công tác thu hút đầu tư và cho hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn được thuận lợi nhất trong cái công tác là xếp dỡ hàng hóa. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, cảng biển Thừa Thiên Huế được xác định là cảng biển tổng hợp quốc gia, cảng đầu mối khu vực loại 1. Trong đó, khu bến Chân Mây nằm trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, gồm các bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng, khí, kết hợp tiếp nhận tàu khách quốc tế phục vụ trực tiếp khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và khu vực lân cận, kết hợp tiếp chuyển hàng cho Lào, Đông Bắc Thái Lan, có khả năng tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 70.000 tấn, tàu container sức chở đến 4.000 TEU hoặc lớn hơn, tàu khách quốc tế đến 225.000 GT, tàu hàng lỏng khí trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn. Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh cũng đã kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực phát triển logistics trên địa bàn. Để tạo tiền đề cho phát triển dịch vụ logistics thì chúng tôi đã tập trung hoàn thiện quy hoạch các phân khu chức năng của cảng Chân Mây, kêu gọi đầu tư hạ tầng cảng biển, hạ tầng giao thông đổi nội, đổi ngoại, hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại. Tập trung một số các trục giao thông để kết nối các khu công nghiệp đến cảng Chân Mây nhằm tạo hiệu ứng và nâng cao tính kết nối các trung tâm logistics này là các trung tâm dịch vụ logistics hạng 1 đồng bộ và hiện đại đáp ứng các nhu cầu lưu thông hàng hóa qua cảng Chân Mây.
Hiện nay, nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Với nhiều lợi thế, Thừa Thiên Huế được đánh giá là một thị trường tiềm năng, hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics và được xem như là chìa khóa để ngành công nghiệp Thừa Thiên Huế có sự bứt phá mạnh mẽ hơn. Để phát triển cái ngành nghề này thì rõ ràng là cái cơ sở hạ tầng là yếu tố quyết định, tức là ngoài cái vị trí địa lý, vị trí kinh tế, địa kinh tế của cái khu vực cảng đầu mối thì cái hạ tầng xung quanh là rất là quan trọng. Thì chúng ta cũng đã và đang tiếp tục có những cái đầu tư để kết nối cái không gian phát triển kinh tế tại cả cái vùng động lực từ cả cái khu công nghiệp, khu kinh tế thì cũng sẽ là cái sự bổ sung thêm, thì sẽ tạo ra những cái nguồn hàng mới cho cái khu vực này. Và qua tính toán thì sẽ được tăng liên tục và ở mức khá cao trong cái thời gian sắp tới. Phát triển logistics bài bản đúng nghĩa sẽ trở thành một ngành dịch vụ gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu, mang lại giá trị kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước rất cao. Thừa Thiên Huế cũng được đánh giá là một thị trường tiềm năng hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Tại Thừa Thiên Huế, dù dịch vụ logistics chỉ đang ở bước khởi đầu nhưng rất có tiềm năng phát triển. Để tạo tính bứt phá cho lĩnh vực này không chỉ cần cơ chế chính sách hợp lý, sự kết nối liên thông với ban ngành chức năng mà còn phải chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng nhà xưởng, bến bãi, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên nghiệp, ứng dụng cả công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics, đặc biệt là hình thành trung tâm logistics ở khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Quý 1 đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường tiêu dùng đã khởi sắc, nhu cầu tiêu thụ trang phục đã trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí là quý 3. Điều này đang thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may trên cả nước, trong đó có ngành dệt may Thừa Thiên Huế tích cực sản xuất để tăng tốc cho mục tiêu 44 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cả năm. Thoát khỏi bức tranh ảm đạm tiêu thụ sụt giảm của những quý cuối năm ngoái, năm nay tình hình đã sáng sủa hơn với nhiều doanh nghiệp dệt may. Đơn hàng không chỉ tới tấp trong quý 1 mà còn kéo dài đến hết quý 2. Sự sôi động của thị trường đã thúc đẩy doanh nghiệp cấp tập sản xuất để trả hàng. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chỉ trong quý 1, dệt may toàn ngành đã thu về gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, cùng đồng thời cho thấy năng lực của ngành dệt may Việt Nam khi các doanh nghiệp đã thích ứng rất nhanh, đáp ứng yêu cầu về thời gian giao hàng, mã hàng và chất lượng hàng hóa khắt khe hơn. Để giữ vững tốc độ tăng trưởng, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung ứng dụng quản trị số để nâng cao năng lực quản trị đơn hàng, ứng dụng công nghệ thiết kế 3D để nâng cao chất lượng hàng hóa, xanh hóa sản xuất bằng việc sử dụng năng lượng thân thiện môi trường, sử dụng sản phẩm tái chế phù hợp với yêu cầu của nhà nhập khẩu. Đây cũng là những nền tảng để hướng đến ngành thời trang bền vững, bắt kịp xu thế và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian chi phí xã hội cho người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp đối tượng thuộc diện miễn giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID vẫn thực hiện nộp phí theo quy định. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp công dân có nhu cầu nhưng kết quả phiếu lý lịch tư pháp bản giấy thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần cuối chương trình là các thông tin khác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức từ 26 đến 29 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo thực hiện theo đúng tiến trình và sớm hơn mọi năm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội.
Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn, từng bước tiềm cận dần với định hướng đánh giá năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tăng dần độ phân hóa để kỳ thi đạt được các mục tiêu đề ra. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để các hội đồng tổ chức thi thuận lợi hơn. Quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi, ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi. Điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi, gồm giấy thang, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Thắp sáng đường quê là một mô hình đem lại hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đây cũng là mô hình dân vận khéo, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu ở các địa phương. Với sự làm việc khẩn trương của các dân sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện, công trình thắp sáng đường quê trên tuyến đường thuộc thôn 3, xã Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có chiều dài 700m, kết cấu cột điện bằng sắt, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời đã hoàn thành. Thực hiện cái chương trình cũng như là nội dung ký kết giữa ban chỉ huy quân sự huyện với ủy ban nhân xã trong năm 2023, phía xã cũng huy động lực lượng cùng với ban chỉ huy quân sự huyện tiến hành lắp đặt một số bóng điện nhằm nâng cao chất lượng đời sống của bà con. Mô hình thắp sáng đường quê bắt đầu tạo được sức lan tỏa và có ý nghĩa rất lớn, không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực, cuộc sống yên vui cho bà con nhân dân, mà còn một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng giàu đẹp. Trong thời gian tới, một số tuyến đường còn lại của xã sẽ tiếp tục hoàn thiện. Được chưa có anh điện thì tủi tăm, mà chưa có anh điện nó sáng rất đẹp. Cảm ơn các anh em đã giúp đỡ cho xóm. Đây là một trong những mô hình hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Liên quan bà con giáo dân ở đây thì với điều kiện sống, mức sống thấp ở vùng quê thì ban đêm thiếu ánh sáng. Thực hiện kế hoạch của ban chỉ huy huyện thì anh em cán bộ sĩ quan công nhân doanh nghiệp cùng với lực lượng dân quân tổ chức bắt bóng điện để đưa ánh sáng về thôn xóm, góp một phần nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Ngạn. Ngoài mô hình thắp sáng đường quê, cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ còn làm tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tổ chức phát quang dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân dân ở các địa phương. Thưa quý vị, với quan niệm mộ yên mà đẹp, lòng hiếu kính với tổ tiên, người thân khi mất đi được mai táng theo hình thức địa táng. Đây là tập tục thể hiện đạo hiếu, đạo nhân nghĩa dành cho người đã khuất, phổ biến ở nhiều vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, theo hình thức địa táng, tập tục này đang bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng môi trường và sự phát triển kinh tế văn hóa. Đã đến lúc mỗi người dân, cộng đồng xã hội cần thay đổi quan niệm về hình thức mai táng phù hợp với đời sống văn minh và sự phát triển của xã hội. Nàng Long với tình yêu quê hương, với những giá trị văn hóa truyền thống, cố họa sĩ Thương Văn Huy đã dành hàng chục năm trời với nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, khôi phục kỹ thuật làm hoa sen giấy của ông cha. Yêu thiên nhiên, yêu quê nhà, nên ước nguyện của ông sau khi qua đời là hỏa táng đem rải tro để được hòa mình vào đất trời cây cỏ ở quê nhà. Di nguyện của ông đã được gia đình, người thân thực hiện. Di nguyện của ba trước khi mà ba qua đời ấy, thì muốn là mọi việc sau khi mà ba mất thì ví dụ giống như là hỏa táng để làm mọi việc đơn giản nhất mà có thể. Anh em trong gia đình cũng cố gắng để thực hiện cái việc nữa. Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước,
trà tì hay lễ hỏa táng cũng là nghi thức của Phật giáo. Tương truyền Đức Phật khi viên tịch cũng được hỏa táng theo di nguyện của người. Theo cái truyền thống của Phật giáo đó, thì mười phương chư Phật đều theo hỏa táng. Đây là một cái loại mái táng mà rất là văn minh, dưới con mắt nhìn của các bậc tuệ giác. Tại Thừa Thiên Huế chúng ta đó cũng có những bậc cao tăng hỏa táng, nhất là thời gian gần đây, đặc biệt là của Đại Lão Hòa Thượng Trị Quang, rồi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Đó là những cái tấm gương mà thể hiện lại cái hình ảnh chư Phật hỏa táng ngày trước, trà trì ngày trước. Như vậy, có thể thấy tập tục hỏa táng đã gắn với Phật giáo ngay từ thuở đầu. Tại nhiều nước trên thế giới và ngay cả ở nhiều tỉnh thành trong nước, tỷ lệ hỏa táng cũng ngày càng tăng bởi hình thức mai táng này được đánh giá là văn minh nhờ công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường đất, nước. Bên cạnh đó, hỏa táng cũng giúp tiết kiệm được quỹ đất trong bối cảnh đất đai không tăng thêm, còn con người vẫn phải thuận theo quy luật sinh tử. Đài hỏa táng Phúc Lạc Viên được xây dựng tại thị xã Hương Thủy với mong muốn tạo sự thuận lợi cho những trường hợp chọn hình thức hỏa táng. Phúc Lạc Viên Thừa Thiên Huế đáp ứng được tất cả các tiêu chí khắt khe nhất về cảnh quan, môi trường, đô thị cũng như là việc mà hoạt động bài bản trong công tác phục vụ cho người đã khuất. Công nghệ lò hỏa táng của Thừa Thiên Huế được lựa chọn là công nghệ tiên tiến hàng đầu của thế giới, vừa không khói, không bụi, không mùi, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là lấy được tro cốt của người đã mất toàn vẹn để bảo toàn được tro cốt vĩnh viễn. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành cùng cơ chế chính sách một số địa phương trong nước đang thực hiện, năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ cụ thể đối với những trường hợp hỏa táng. Vào cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 27 quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng. Sau một giai đoạn kêu gọi đầu tư thì chúng ta có thể thấy thì nhà đầu tư đã triển khai một cái thiết chế về hỏa táng trên địa bàn tỉnh rất là hiện đại. Trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ các cái cá mà từ 10 tuổi trở lên mà có thường trú trên địa bàn tỉnh thì được hỗ trợ trên 70%, cụ thể ở đây là 6 triệu rưỡi đồng trên 8 triệu 9 đồng đối với cá hỏa táng. Dưới 10 tuổi thì hỗ trợ 3 triệu rưỡi, đối với các cá cải tạo thì hỗ trợ 4 triệu rưỡi. Cơ chế hỗ trợ đã có, cơ sở vật chất để thực hiện hỏa táng và lưu tro cốt cũng đã được đầu tư xây dựng. Vấn đề còn lại chính là sự mạnh dạn thay đổi trong quan niệm tập tục mai táng của mỗi người dân, của cộng đồng, vừa phù hợp với nếp sống mới, vừa mang tính nhân văn khi dành quỹ đất và môi trường sống an toàn cho thế hệ con cháu. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m. Hiện nay cấp báo cháy rừng ở vùng đồng bằng và thành phố Huế cấp 3, cấp nguy hiểm, huyện Nam Đông cấp 5, cấp đặc biệt nguy hiểm, huyện A Lưới cấp 1.